bạo lộc với em không? Mình bước bên nhau qua từng con sóng nhỏ, nghe trái tim mình nồng nàn hơi ấm dù trời đêm nay phố núi mù sương. Mai anh có về bạo lộc với em không? Mình bước bên nhau hòa vào đêm lễ hội, đêm của tớ trà ngọt ngào hương. Ngày chủ nhật 27 tháng 10, bầu trời Orange County ở Cali mát lạnh. Cái nắng nóng của suốt tuần lễ qua đã vụt biến mất, nhường chỗ cho không khí mùa thu se lạnh bất ngờ. Khoác lên người tà áo dài trắng và áo len tím, đồng phục của trung học Bảo Lộc, lòng chợt dâng lên bao cảm xúc thân thương, ngỡ như đang đi giữa trời cao nguyên Bảo Lộc sương mù. Thấy nhớ quá những buổi sáng đi học, vừa đi vừa suýt xoa. Thú vị khi nhận ra hơi thở của mình biến thành khói sương. Có lẽ trời cũng chiều những người con Bảo Lộc xa xứ, nên đã ban cho hương vị quê nhà mát lạnh thân quen ngay giữa đất Cali này. Hôm nay, những người con trung học Bảo Lộc từ nhiều vùng đất khác nhau trên đất nước Hoa Kỳ cùng tụ họp về đây để cùng nhau ôn lại những kỷ niệm của một thời cắp sách đến trường. Như những cánh chim phiêu bạt tìm về tổ ấm, anh chị em đồng môn chúng tôi theo dấu xưa tìm về tinh thần tôn sư trọng đạo, tinh thần kết nối bạn bè, yêu thương đùm bọc lẫn nhau như truyền thống của con dân nước Việt. Dù nơi đây không phải là mái nhà chung, ngôi trường trung học Bảo Lộc thân yêu cũ, nhưng nhóm dấu xưa là nơi mà mối duyên gặp gỡ đã kết nối chúng tôi. Những áo len tím của nữ và xanh của nam một thời thành một khối gắn bó yêu thương nhau. Có những người chưa một lần nghe tên, một lần gặp mặt, nhưng chỉ qua tên gọi học sinh trung học Bảo Lộc, tình thân ái đã nảy nở giữa chúng tôi. Thầy cô ấy dù chưa một lần dạy dỗ chúng tôi, nhưng tên gọi thầy cô trung học Bảo Lộc đã rộn ràng trong chúng tôi niềm yêu kính, mến thương. Tất cả đều không ngoài mối duyên keo sơn gắn kết chúng tôi với nhau. Mối nhân duyên đã hình thành kể từ khi chúng tôi đặt chân vào làm học sinh của ngôi trường trung học Bảo Lộc thân thương ấy. Hôm nay là ngày 27 tháng 10 năm 1919, 2019. Chúng tôi, một số bạn đồng môn ở hải ngoại tổ chức cuộc họp mặt. Thì hôm nay tôi muốn gặp để hỏi thăm các cô, các thầy. Và hôm nay, thưa cô, em rất hân hạnh được đón cô đến ngày hôm nay. Em nghe nói hôm qua tới 9 giờ tối cô mới tới. Thì xin cô cho biết cái cảm nghĩ của cô, tại sao mà hối thúc cô từ Chicago về đây? Anh hỏi tôi tại sao? Thì nó chỉ có cái lý do duy nhất là tại tôi yêu mến các em học sinh của tôi. Cho nên là tôi bằng mọi cách tôi phải thu xếp để tôi về cho đúng cái ngày mà chúng ta có cái cuộc họp mặt hôm nay. Vâng. Vậy em xin cảm ơn cô. Dạ vâng. Thưa thầy, em rất hân hạnh được đón tiếp thầy ngày hôm nay. Và em cũng biết rằng thầy đã bỏ công bỏ sức rất là nhiều để đến hôm nay. Xin thầy cho em biết cảm tưởng của thầy đến với chúng em ngày hôm nay. Cảm tưởng đến hôm nay rất là vui mừng thấy các bạn, các cô giáo, thầy giáo, các em học sinh rất khỏe mạnh và thành công trong cuộc sống. Mình rất vui mừng và rất háo hức đến gặp lại ngày học trò. Em cảm ơn thầy với tình thầy trò như vậy, chúng em rất cảm động. Cảm ơn thầy nhiều. Yeah. Ngay từ rất sớm, một số anh chị em đã đến để hoàn tất việc trang trí sân nhà của anh Tuấn Nguyễn K3, nơi được chọn để tổ chức dấu xưa 2. Khắp mọi nơi đều được chăm sóc thật kỹ lưỡng, thật vui mắt. Những bình hoa hồng vàng tươi tắn, nổi bật trên nền khăn bàn màu tím hoa cà dịu ngọt thân thương. Tất cả mọi phần việc đã sẵn sàng để chào đón quý thầy cô và bạn bè trung học Bảo Lộc. Ban tiếp tân
ngay từ ngoài cổng, làm việc luôn tay, trao bảng tên cho từng người tham dự. Không chỉ học sinh, mà quý thầy cô cũng có bảng tên in logo dấu xưa, như một món lưu niệm của dấu xưa 2. Bảng tên với màu xanh dương cho nam giới và tím hoa cà cho nữ giới, ghi rõ tên và khóa học. Nhờ bảng tên này mà người ta có thể nói ngay tên của người đối diện, mà không phải bối rối khi chưa kịp nhớ ra tên của người đồng môn lâu ngày không gặp. Cô, chúng em rất là vui đón mừng cô và phu quân đến đây với chúng em ngày hôm nay. Chúng em không biết nói gì hơn, chỉ nói lời cảm ơn thôi. Thứ nhất, điều thứ hai, xin cô cho biết rằng trước khi mà dấu xưa 2 này chuẩn bị như này thì cô đã nghĩ cái gì trong đầu cô chưa? Trước khi thì cô cũng luôn luôn là nhớ tới dấu xưa 1. Thành ra khi mà nói dấu xưa 2 tổ chức đó, thì cô rất là háo hức mong đợi ngày này để gặp tất cả các em. Em cảm ơn cô và xin cô vào trong đó, rất nhiều người học trò muốn gặp cô trong đó, em mời cô vào. Dạ vâng, dạ. Từng tốp, những tà áo trắng, len tím thướt tha trong sân và những hình ảnh tươi cười hớn hở bên thầy cô, bạn bè được ghi lại thật nhanh chóng. Điều đặc biệt là chỉ thấy các nàng thi nhau chụp hình lưu niệm, còn các anh lại thích đứng hoặc ngồi hàn huyên tâm sự hoặc làm phó nhòm cho các cô. Mọi người ríu rít, chuyện trò rân ran. Chẳng mấy chốc, hơn 40 học sinh cùng thầy cô đã hiện diện đông đủ. Phần mở màn thật cảm động, chân tình. MC Cẩn đã tâm sự về duyên may đã dẫn đưa mình tới nhóm dấu xưa. Tiếp theo, trưởng ban tổ chức Lan Lương khai mạc dấu xưa 2. Trong lời phát biểu tâm tình, thầy hiệu trưởng Tô Đức Hạnh đã xúc động nói lên mong muốn của mình. Sang năm, thầy sẽ nghỉ hưu, nên khi nào học sinh trung học Bảo Lộc tổ chức họp mặt, thầy sẽ đến tham dự. Với thông tin này, thì dù bất cứ nơi nào có lời mời, thầy Hạnh sẽ có nhiều thời gian hơn để đến chung vui với chúng ta. Vậy, về lại trường xưa ở Việt Nam hay dấu xưa ở Mỹ, Úc, v.v., tha hồ mời thầy nhé. Chương trình dấu xưa 2 liên tục diễn ra thật vui vẻ trong tinh thần cởi mở, đoàn kết yêu thương nhau của tất cả anh chị em trong ngôi nhà dấu xưa nhỏ bé, nhưng ấm áp tình thân. Thưa cô, em đại diện tất cả các học sinh đây hân hoan đón mừng cô đến lần đầu tiên với chúng em. Chúng em không biết nói gì hơn, chỉ biết rằng cúi đầu và cảm ơn nhé. Vâng ạ. Dạ. Thưa cô, hôm nay cô đến đây với một màu áo xanh hy vọng này, thì xin cô cho biết là cô nghĩ sao cô mặc áo này và cảm tưởng của cô khi đến dấu xưa 2? Trước hết cô xin nói cảm tưởng của cô là cô rất là xúc động được gặp lại tất cả các em. Và đây là một cái điều mà cô không thể ngờ được, là bây giờ chúng ta đã sang đến xứ người mà chúng ta lại gặp nhau với một cái tình cảm thật là nồng ấm. Còn hôm nay thì các em hỏi cô là sao cô mặc áo xanh, là cô hy vọng tất cả mọi điều tốt đẹp sẽ đến với thầy trò của chúng ta, với đất nước của chúng ta. Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp nhau ở đất nước Việt Nam ở bên kia, thật là đẹp như ngày xưa. Em cảm ơn cô, cái đó điều ước đó của cô cũng như của tất cả mọi người. Cảm ơn cô nhiều. Vâng ạ. Thưa cô đến với thầy đâu? Thầy ở trong kia em. À, vậy hả? Ok, tí nữa có gì gặp em sẽ phỏng vấn thầy nha. Vâng, vâng. Em mời cô vào, tất cả bạn học của em đang mong chờ cô để hàn huyên tâm sự. Em mời cô. Nói về việc chụp hình, chúng ta phải kể đến sự hy sinh, đóng góp nhiệt tình của các bác phó nhòm. Đó là thầy Thi, phu quân cô Minh Tâm, anh Sự cùng anh Thành. Cũng cần phải nhắc đến đóng góp của thầy Sáu, phu quân cô Ái Liên, đã cho hình ảnh và video của dấu xưa 1. Năm nay, thầy cô vừa trở về từ Chicago nên không thu xếp kịp việc quay phim,
chụp hình cho dấu sư hai được. Nếu thiếu những cống hiến của những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp này, thì sẽ không có những bức ảnh đẹp đẽ, rõ nét mà dấu sư nhận được. Xin được chuyển lời cảm ơn chân thành của nhóm dấu sư đến quý thầy và các anh. Sau phần chụp hình, mọi người được thưởng thức các món ăn Việt Nam thật đặc sắc đã được tuyển chọn bởi ban ẩm thực của Phượng và Tuyết K4 cùng các chị em các khóa. Các món Việt Nam truyền thống được cả nhà hưởng ứng nhiệt tình như bánh cuốn giò lụa, bánh hỏi thịt quay, bún thịt nướng, gỏi ngó sen tôm thịt, miến xào cua. Có rất nhiều lời tấm tắc khen ngợi về các món ăn tuyệt ngon của các cửa hàng Nam Cali này, đặc biệt là món nem nướng. Ngoài ra, mọi người còn biết đến sự khéo léo của nữ sinh Bảo Lộc qua món da ua Việt Nam, xôi đậu xanh và chè ba màu ngọt ngào, đặc biệt là món rau câu sơn thủy thơm mùi nước dừa, lá dứa do cô Minh Tâm khoản đãi. Sư phụ Minh Tâm đã thu nạp được nhiều đệ tử của món rau câu sơn thủy ngon và đẹp này. Nay tôi thấy người Cẩm Hoa ai cũng đẹp hết. Thì xin cho ông biết nguyên nhân tại sao mà hoa cũng đẹp mà người cũng đẹp. Xin anh Tuyên cho biết ý kiến được không? Cái này anh Cẩm. Hello anh Cẩm. Tại cái này đó là bà xã Tuyên chỉ cho Tuyên cấm, bây giờ Tuyên phải sửa lại. Chứ không thôi là cái này mang tiếng tiền Le Forest quá. Đó, anh thấy cái bình này đẹp rồi nè. Ok, cảm ơn anh Cẩn nhiều. Okay. Cảm ơn Tuyên. Ok. Thảo ơi, em đến từ rất là xa, anh nghĩ là xa lắm. Thì hôm nay em cho anh biết ý kiến nguyên nhân nào, động lực nào để em bỏ tất cả nhà để đi đến xuân đây chung vui với tất cả mọi người. Đây là dấu xưa hai. Và tối hôm qua em mới từ Hà Nội về 11, 12 giờ và thức cho tới hôm nay vì so excited. Cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn rất là nhiều nha. Thank you em. Khi mọi người đã thưởng thức đầy đủ các món ăn, bài hát truyền thống của học sinh trung học Bảo Lộc Vùi Giữa Trường Xưa đã được hát vang. Hôm nay cùng hẹn về đây, gặp lại thầy cô và bạn bè cũ. Tất cả mọi người đều vui và hớn hở khi gặp lại những người thân quen. Nhân dịp này, một bài hát mới toanh có tựa đề Dấu Xưa của anh Khải cũng được trình làng. Những tình cảm nhớ thương mong đợi của những học sinh xa trường, xa quê đã được phần nào nói lên qua bài hát Dấu Xưa này. Có những lúc ta ngồi giữa nơi xa lạ, vẫn ước mong có ngày về lại trường xưa. Phần văn nghệ cây nhà lá vườn cũng không kém phần sinh động. Mọi người lại được thưởng thức tiếng đàn guitar điêu luyện của thầy Hào với điệu flamenco sôi nổi như lần ở nhà cô Ái Liên mà thầy đã biểu diễn. Cô Kim Lan vẫn còn giữ được giọng hát truyền cảm ngày xưa qua hai nhạc phẩm êm ái, ngọt ngào, trữ tình. Các màn trình diễn của tốp ca Trái Chanh và Trái Sầu Riêng thật ấn tượng, được cả nhà đón nhận rất nhiệt tình bằng những tràng pháo tay. Ngày họp mặt dấu xưa hai này cũng là dịp chúc mừng đệ nhất chu niên ngày thành lập nhóm học sinh trung học Bảo Lộc dấu xưa. Bàn tay khéo léo của ba vị nữ giáo sư khả kính cùng cắt ổ bánh mừng sinh nhật một tuổi của dấu xưa. Tất cả mọi người cùng thưởng thức vị bánh thơm ngon nhưng không quá ngọt như các loại bánh Mỹ. Hòa quyện cùng hương vị tươi mát của trái cây tạo cho người ăn cảm giác ngon miệng, dễ chịu đậm nét quê hương. Anh chị em trung học Bảo Lộc nào muốn cảm nhận vị ngon đặc biệt này, xin mời đến tham dự dấu xưa ba, chắc chắn sẽ rất hài lòng đó. Hôm nay tôi rất là hân hạnh được phỏng vấn tất cả quý vị trong ban tổ chức ngày hôm nay. Thứ nhất là chào chị Oanh, chào chị Tuyết, chào Phượng, là tất cả là K4, Huệ là K10. Đây là bà Đoàn Thị Thu Thủy là dâu Bảo Lộc.
chào Thảo và chào Cẩm Vân. Ok, ta cảm mời hết. Ok. Xin đầu tiên xin nói về vấn đề ẩm thực. Phượng ơi, những ngày nay để lo lắng cho dấu xưa thì Phượng nghĩ gì và lo lắng gì, và trong đầu Phượng có những ai giúp đỡ không, và sự Ok, rồi em sẽ trả lời anh. Trước hết là em xin kính chào các thầy cô và các bạn. Chúng em là ban ẩm thực để phụ trách lo vấn đề ăn uống cho giáo sư họp mặt ngày hôm nay. Thì trước những ngày trước thì chúng em đã có họp mặt ở nhà anh Tuấn để bàn kế hoạch là chúng ta chuẩn bị những món ăn gì cho các anh chị và các thầy cô ăn có thể là hợp khẩu vị của mọi người, và nhất là vấn đề vệ sinh cần phải được đặt trên cao hết. Thì sau khi chúng em đã bàn bạc và thảo luận xong thì chúng em có chọn một số các thức ăn mà ở những nhà hàng mình cảm thấy là khá nổi tiếng ở khu Nam Cali này. Và sau đó chúng em còn được sự của các thầy cô và các chị đã có nhà ý góp thêm một số món ăn nữa. Thí dụ như là, cho em xin một phút. Thứ nhất là cô Minh Tâm sẽ tặng nhóm một khay rau câu, và chị Oanh một nồi chè. Huệ sẽ là da ua mà làm theo kiểu Việt Nam, rất là ngon. Và em xin có lời chúc đến các thầy cô và các bạn, sau những lúc mình hàn huyên tâm sự thì chúng ta sẽ được thưởng thức những món ăn thật là ngon. Yeah, xin kính chào. Cảm ơn. Và xin Phượng giới thiệu thành phần trong ban ẩm thực được không? Dạ xin lỗi, sau đây em xin giới thiệu các anh chị, các chị trong ban ẩm thực là chị Tuyết phụ trách vấn đề là sắp xếp thức ăn, chị Oanh phụ trách một nồi chè thật là ngon. Chị Huệ sẽ lo vấn đề mua cái gì nhỉ? Da ua, chị Huệ làm da ua rất là ngon. Dạ, và chị Thủy là lo vấn đề heo quay. Thảo và Cẩm Vân lo vấn đề trái cây và order cái món nem nướng cũng khá nổi tiếng ở Nam Cali này. Và em xin nói thêm là cô Ái Liên có nhà ý tặng cho nhóm giáo sư mình 2 chai rượu. Các anh chị sẽ tha hồ mà say xỉn ngày hôm nay. Dạ. Và có em có nói cô Minh Tâm thì có một khay rau câu. Dạ vâng. Câu rau câu Sơn Thủy. Dạ em xin hết. Tuy nhiên từ nãy giờ chúng ta nói ban ẩm thực mà chúng ta quên sẽ không nói một người rất là quan trọng của chúng ta ngày hôm nay nữa và vài mai sau nữa, đó là chị Vũ Thị Ngọc Oanh. Thưa xin thấy giới thiệu với tất cả các bạn, chị Vũ Thị Ngọc Oanh là phu nhân của anh Nguyễn Khải, đã làm cho chúng ta 2 bài hát tặng trường Trung học Bảo Lộc và Dấu Xưa. Hôm nay chúng ta sẽ cố gắng hát làm sao cho thật hay nhé. Chị Oanh, tôi rất là cảm ơn chị đến dự hôm nay. Ngoài sự tình nguyện như vậy, và chị thêm giữ thêm một cái chức vụ trong ban tổ chức kỳ này là thư ký. Xin chị cho biết cảm tưởng của chị. Dạ, trước hết em xin chào tất cả thầy cô và các anh chị em của Trung học Bảo Lộc. Đàn thì nhân cần giới thiệu thì việc thực sự ra thì cái việc anh giao công tác thư ký đó thì cũng là mà cố gắng làm tròn bổn phận thôi, cố gắng hết sức để làm. Dạ, thì em cũng chẳng biết nói gì hơn, thì xin chúc dấu xưa hai của chúng ta sẽ được thành công tốt đẹp. Dạ, xin hãy. Cảm ơn chị Oanh, cảm ơn tất cả mọi người. Rồi chúng ta có quyền cười nha. Ok, bye. Đến khoảng 3 giờ 15, tất cả mọi người cùng rời nhà anh Tuấn trên 8 chiếc xe, cùng tiến về nhà thờ Kiếng để chụp hình và tham quan một kiệt tác kiến trúc của thế giới. Kiệt tác này ở ngay giữa đất Cali, thuộc Cộng đồng Công giáo Việt Nam. Mọi người được nghe Lan và thầy Hạnh giải thích sơ qua ý nghĩa của các tác phẩm điêu khắc ở nơi đây. Gió chiều càng lúc càng lạnh, tưởng chừng mùa đông đã về nơi đây. Cái lạnh đột ngột ấy cũng là điều hay, mọi người sẽ có thêm kỷ niệm về chuyến tham quan này. Và thầm cảm ơn Lan đã nhắc nhở mọi người đem thêm áo ấm. Sau khi đã tham quan, chụp hình thỏa thích, mọi người rồng rắn kéo nhau về nhà anh Tuấn, tiếp tục chiến đấu, bàn luận ưu khuyết điểm và chia tay sau khi đã thu dọn chiến trường. Dù mọi người có thu dọn nhà cửa sạch sẽ thế mấy đi nữa, thì anh Tuấn cũng phải tốn thời gian, công sức để sắp xếp lại nhà cửa ngăn nắp theo ý mình.
Dấu xưa xin được cảm ơn anh Tuấn rất nhiều vì những đóng góp hy sinh cho công việc chung. Dấu sư hai đã khép lại trong mối yêu thương, đoàn kết giữa bạn bè đồng môn và tinh thần yêu kính thầy cô. Sự thành công của dấu sư hai là kết quả của sự hợp tác của tất cả chúng ta, những người tham dự trên tôn chỉ, tôn sư trọng đạo và yêu mến bạn bè. Rất mong dấu sư ba sẽ lại được tổ chức vào năm tới 2020 và sẽ quy tụ được đông đảo học sinh trung học Bảo Lộc hơn, với đầy đủ mọi khối lớp. Chào anh Khải, chào anh Ngân. Tôi biết hai anh là rể của trường Trung học Bảo Lộc. Tuy nhiên, cái sự ngạc nhiên của tôi nhiều lắm là hai anh rất là nhiệt tình và rất là sung phong trong chuyện họp mặt của chúng tôi. Thì xin cho anh cho biết về cảm tưởng của anh như thế nào và nguyên nhân nào anh sáng tác hai bài nhạc đó để tặng trường Trung học Bảo Lộc. Đầu tiên là anh Khải. Cảm ơn anh Cẩn. Tôi xin trước khi mà tôi trả lời trực tiếp cái câu hỏi thì tôi xin nói hơi dài dòng một tí. Thì với tôi thì cái trường Trung học Bảo Lộc nó có lẽ cũng giống như các trường khác thôi. Có nghĩa là học sinh học ở đó một thời gian vài ba năm, rồi sau đó là mình ra đời, rồi mình thỉnh thoảng mình nhắc lại. Nhưng mà cuối cùng khi mà tôi thấy bà xã tôi, tức là dù học ở đó chỉ có 2 năm rưỡi thôi, nhưng mà khi mà tôi thấy rằng các anh chị em Trung học Bảo Lộc có những cái tình đoàn kết, mà đặc biệt là hồi ở Việt Nam họ tổ chức một cái đại hội mà tới 300, hơn 300 người, thì tôi bắt đầu hơi tò mò và tôi bắt đầu tôi theo dõi. Chứ thực tế tôi, thực sự bản thân tôi nghĩ rằng thôi, nếu học Bảo Lộc thì bà xã tôi đi một mình được rồi. Nhưng mà chào thầy. Kể từ khi mà tôi thấy rằng có những cái tình đoàn kết đó thì tôi mới bắt đầu bảo thì đi để xem cho biết. Và cho tới giờ phút này thì tôi thực sự thấy rằng tình anh em của Bảo Lộc rất là thân thiết và rất là chặt chẽ. Thành thử ra là tôi nghĩ rằng chỉ cầu mong rằng nay mai trong năm tới thì những cái buổi họp dấu xưa như thế này sẽ tiếp tục phát triển mãi mãi. Còn sang đến cái câu hỏi thứ hai là anh hỏi rằng là trong trường hợp nào sáng tác bài dấu xưa, thì từ cái chỗ mà cảm thấy rằng cái tình đoàn kết của anh chị em của Bảo Lộc như vậy thì tôi mới có cái cảm hứng sáng tác. Chứ nó thực sự ra nó cũng chỉ là áo tím áo xanh thì cũng chẳng có cái ý tưởng gì để mà sáng tác. Nhưng mà sau này thì cái tình cảm nó nảy nở thì tôi mới bắt đầu tôi có những cái ý để mà viết ra hai bài nhạc đó. Vâng, tôi xin hết. Cảm ơn anh. Tại vì tôi nghe trên nương trà, hương trà, tự nhiên tôi nhớ Bảo Lộc lắm. Mà tôi thích danh từ Bờ Lao hơn là Bảo Lộc. Lòng tôi như vậy. Ok. Riêng anh Ngân, thưa anh là rể của Trung học Bảo Lộc đấy. Nhưng mà tôi thấy anh bất cứ một chuyện gì anh đều dấn thân hết. Xin anh cho biết, cũng như tôi hỏi anh Khải nãy, là nguyên nhân nào và động lực nào anh dấn thân như vậy. Và chúng tôi trước tiên, chúng tôi cũng xin cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn hai anh nhé. Thưa anh, bởi vì tôi thấy các anh chị làm cái công việc này đối với tôi rất là có ý nghĩa. Thứ nhất là vì sau mấy chục năm các anh chị đã ra đi, bỏ lại mái trường xưa, rồi sống tạt mát khắp nơi và tưởng chừng như sẽ không bao giờ được gặp lại nhau. Nhưng niềm mơ ước đã thúc đẩy anh chị để làm công việc này. Và hôm nay các anh chị được gặp lại nhau, được kể lại cho nhau những kỷ niệm ngày xưa, cũng như có những giây phút sống lại tuổi học trò dưới mái trường thân yêu. Cái cơ duyên nào mà làm cho tôi phải nghe là hăng say mà đóng góp trong cái công việc này, thì ngoài cái việc có ý nghĩa, công việc của anh chị có ý nghĩa đối với tôi, còn trong dấu xưa một, khi các anh chị gọi chúng tôi là rể của Trung học Bảo Lộc, thì cách xưng hô này đã làm cho tôi cảm thấy gần gũi hơn và thân mật hơn, cũng như tạo cho tôi một cái niềm phấn khởi trong công việc của tôi. Xin hết.
Ước mong rằng nếu có kiếp sau thì xin các anh là học sinh trường Trung học Bảo Lộc, học sinh của trường Trung học Bảo Lộc. Lời cuối cùng tôi xin chúc anh em dấu xưa sẽ tiếp tục những dấu xưa tiếp theo trong những năm tới và càng lúc càng phát triển đông hơn.